Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Việc xem ngày kết hôn nhằm mục đích chọn được ngày đẹp, đại minh, đại cát để việc kết hôn, ăn hỏi diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Ngoài ra, việc xem ngày cưới theo tuổi sẽ mang đến nhiều may mắn và hứa hẹn cuộc sống hôn nhân viên mãn, lương duyên bền vững, hạnh phúc trọn đời. Người sự có câu, lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông. Vì vậy, xem ngày tháng kết hôn phụ thuộc chủ yếu vào tuổi cô dâu. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày kết hôn tốt nhất trong tháng 12 âm lịch năm 2022. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu kiêng kỵ kết hôn tháng 12 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất kết hôn trong tháng 12. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời, tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 4 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây chuẩn bị cho công tác kết hôn được thuận lợi và may mắn. Để lựa chọn ra được ngày tốt kết hôn, đầu tiên ta cần loại bỏ những ngày xấu. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạ Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc kết hôn trong tháng 12 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp cho việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết tới phong thủy, tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, ngày kết hôn phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ kết hôn bao gồm các ngày sát chủ, thụ tử, tam nương, nguyệt kỵ, vãng vong, dương công kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, trực bình, trực thâu, trực bế, trực mãn, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt hại, nguyệt yểm, thiên sư, đại thời, tứ kỵ, tránh tứ phế, tử cùng, ngũ ly, bát chuyên và ngũ mộ. 2. Ngày hợp kết hôn. Thiên nguyện, dân nhật, thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá, nguyệt ân, tứ tướng, thời đức, tam hợp, thiên hỷ, lục hợp, ngũ hợp. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày để tìm ra ngày tốt nhất trong tháng 12 âm lịch để kết hôn. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 12 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, cần loại bỏ hết những hung tinh, xung sát trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất trong tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 dương lịch đến 21 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Tháng 12 là tháng Quý Sửu, là tháng đủ, ngày mùng 1 là ngày Canh Tuất và ngày 30 là ngày Kỷ Mão. Trong tháng 12 có hai tiết khí là Tiểu Hàn và Đại Hàn. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 12 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 12 âm lịch là ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn, 19 Mậu Thìn, đây là những ngày xấu đại kỵ và không dùng. 2. Ngày thụ tử trong tháng 12 âm lịch là những ngày Dậu, bao gồm mùng 2 Tân Dậu, 24 Quý Dậu, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Là ngày tam nương gồm có 6 ngày, mùng 3 Nhâm Tý, mùng 7 Bính Thìn, 13 Nhâm Tuất, 18 Đinh Mão, 22 Tân Mùi và 27 Bính Tý. Đây là 6 ngày xấu và kỵ mọi việc. 4. Ngày nguyệt kỵ bao gồm mùng 5 Giáp Dần, 14 Quý Hợi, 23 Nhâm Thân, đây là 3 ngày cực xấu kiêng mọi việc. 5. Ngày vãng vong là những ngày Sửu, trong tháng 12 gồm những ngày là mùng 4 Quý Sửu, 16 Ất Sửu và 28 Đinh Sửu. 6. Ngày dương công kỵ là ngày 19 Mậu Thìn, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 7. Ngày trực kiên là ngày Sửu, bao gồm mùng 4 Quý Sửu, 16 Ất Sửu và 28 Đinh Sửu. 11. Ngày trực phá là những ngày Mùi, bao gồm mùng 10 Kỷ Mùi và 22 Tân Mùi. 12. Ngày trực bình là những ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn và 19 Mậu Thìn. 13. Ngày trực thâu là những ngày Tuất, bao gồm mùng 1 Canh Tuất, 13 Nhâm Tuất và 25 Giáp Tuất.
11 ngày trược bế là những ngày Tý, bao gồm 15 Giáp Tý, 27 Bính Tý và mùng 3 Nhâm Tý. 12 ngày trược mãn là những ngày Mão, bao gồm mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão và 30 Kỷ Mão. 13 ngày kiếp sát là những ngày Dần, bao gồm có ngày mùng 5 Giáp Dần, 17 Bính Dần và 29 Mậu Dần. 14 ngày tan sát là những ngày Mão, bao gồm mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão và 30 Kỷ Mão. 15 ngày Nguyệt sát là những ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn, 19 Mậu Thìn. 16 ngày Nguyệt hình là những ngày Tuất, bao gồm mùng 1 Canh Tuất, 13 Nhâm Tuất và 25 Giáp Tuất. 17 ngày Nguyệt hại là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 9 Mậu Ngọ, 21 Canh Ngọ. 18 ngày Nguyệt yểm là những ngày Hợi, bao gồm mùng 2 Tân Hợi, 14 Quý Hợi và 26 Ất Hợi. 19 ngày Thiên Sứ là các ngày Ngọ, bao gồm mùng 9 Mậu Ngọ và 21 Canh Ngọ. 20 ngày Đại Thời là ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn và 19 Mậu Thìn. 21 ngày Tứ Kỵ là ngày mùng 3 Nhâm Tý. 22 ngày Tránh Tứ Phế là ngày mùng 8 Đinh Tỵ. 23 ngày Tứ Cùng là ngày 14 Quý Hợi. 24 ngày này Ngũ Ly bao gồm mùng 5 Giáp Dần, mùng 6 Ất Mão, mùng 8 Đinh Tỵ, 19 Mậu Thìn, mùng 10 Kỷ Mùi, 11 Canh Thân, 12 Tân Dậu, mùng 3 Nhâm Tý và 14 Quý Hợi. 25 ngày Bát Chuyên, ngày mùng 10 Kỷ Mùi, 11 Canh Thân, mùng 5 Giáp Dần, mùng 4 Quý Sửu. 26 ngày Ngũ Mộ là ngày 19 Mậu Thìn. Đó là 26 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc kết hôn cho hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 27 ngày Thiên Nguyện là ngày 15 Giáp Tý là ngày tốt để kết hôn. 28 ngày Dân Nhật là những ngày Mão, bao gồm mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão, 30 Kỷ Mão. Ngày này trùng với ngày tai sát và ngày trực mãn nên ta bỏ qua không xét. 29 ngày Thiên Đức là những ngày Canh, bao gồm mùng 1 Canh Tuất trùng với ngày Nguyệt Hình và trực thâu ta loại. 11 Canh Thân trùng ngày Ngũ Ly và Bát Chuyên nên đây là hai ngày xấu, không dùng làm ngày kết hôn được. Ngày 21 Canh Ngọ là ngày Nguyệt Hại và ngày Thiên Sứ nên bỏ qua. 30 ngày Thiên Đức hợp là những ngày Ất, bao gồm mùng 6 Ất Mão, ngày này trùng với ngày tai sát và ngày trực mãn nên bỏ qua không xét. 16 Ất Sửu, 26 Ất Hợi, nhiều hung tinh không thể dùng được. 31 ngày Nguyệt Đức là những ngày Canh, trùng với ngày Thiên Đức đã xét ở trên. 32 ngày Nguyệt Đức hợp là những ngày Ất, trùng với ngày Thiên Đức hợp đã xét ở trên. 32 ngày Thiên Xá là ngày 15 Giáp Tý, trùng với ngày Thiên Nguyện đã xét ở trên. 33 ngày Nguyệt Ân là những ngày Tân, bao gồm mùng 2 Tân Hợi, 12 Tân Dậu là ngày Thụ Tử, kiêng kỵ không làm việc gì. Ngày 22 Tân Mùi trùng với ngày Nguyệt Phá nên không kết hôn. 35 ngày Tứ Tướng là những ngày Giáp và Ất, bao gồm mùng 6 Ất Mão, ngày này trùng với tai sát và ngày trực mãn nên bỏ qua không xét. 16 Ất Sửu, 26 Ất Hợi, nhiều hung tinh không dùng được. Mùng 5 Giáp Dần là ngày kiếp sát, Ngũ Ly, Bát Chuyên nên rất xấu nếu kết hôn. 15 Giáp Tý đã xét ở trên. 25 Giáp Tuất, tuy là ngày Nguyệt Hình nhưng có nhiều các tinh có thể xem xét thêm. 36 ngày Thời Đức là những ngày Dần trùng với ngày kiếp sát nên không dùng. 37 ngày Tam Hợp là các ngày Tỵ, Dậu, bao gồm các ngày mùng 8 Đinh Tỵ, 20 Kỷ Tỵ. Ngày Tỵ cũng là ngày Cửu, không khá xấu nên dùng được. Ngày Dậu trùng với ngày Thụ Tử nên kiêng kỵ mọi công việc. 38 ngày Thiên Hỷ là ngày Dậu trùng với ngày Thụ Tử, làm việc gì cũng xấu. 39 ngày Lục Hợp 1 là các ngày Tý, bao gồm các ngày 15 Giáp Tý đã xét ở trên. Ngày 27 Bính Tý trùng ngày Tam Nương không nên kết hôn. 40 ngày Ngũ Hợp là các ngày Mậu, bao gồm mùng 9 Mậu Ngọ là ngày để kết hôn, Nguyệt Hại nên ta không dùng. 19 Mậu Thìn trùng ngày Sát Chủ, kiêng kỵ mọi việc. 29 Mậu Dần là ngày kiếp sát. Như vậy chúng ta đã dựa vào 40 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn những ngày tốt nhất kết hôn trong tháng 12 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 12 âm lịch cho việc kết hôn. Sau đây là bảng tổng hợp những ngày tốt kết hôn trong tháng 12 âm lịch và những tuổi hợp kỵ với những ngày tốt này. Ngày mùng 9 Mậu Ngọ kỵ những người tuổi Tý, hợp người tuổi Dần, Tuất Mùi và những người có thiên can là Quý. Ngày 15 Giáp Tý kỵ những người tuổi Ngọ, hợp người tuổi Thân, Thìn, Sửu và những người có thiên can là Kỷ. Ngày 25 Giáp Tuất kỵ những người tuổi Thìn, hợp người tuổi Dần, Ngọ, Mão và những người có thiên can là Kỷ.
Đó là 3 ngày cát lành kết hôn trong tháng 12 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp và như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!